quốc tế Eagle Legend, quy mô 21 hectare, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, đa dạng loại hình bất động sản tại Quảng Bình. Siêu dự án chủ lực của năm, đánh dấu bước chuyển mình của đất xanh miền Trung về diện tích lẫn quy hoạch khu phức hợp với các loại hình sản phẩm. 317 căn thấp tầng, cùng cao tầng với 5 tòa tháp từ 30 đến 39 tầng, gồm chung cư cao cấp, khách sạn, trung tâm thương mại và 6 cụm tiện ích toàn diện, dự kiến thu hút 15.000 cư dân sinh sống. Cùng với đó là hàng loạt dự án tại các tỉnh thành khác như Thừa Thiên Huế, Hội An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, v.v. Cũng trong năm nay, đất xanh miền Trung đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình chuyển mình lịch sử, thay đổi cơ cấu hoạt động, trở thành doanh nghiệp đa ngành bền vững với loạt danh mục thương hiệu mới. Regal Homes, Regal Mall, Regal Hotels, Regal Office, Regal Food, Castilla Homes, Castilla S, Castilla Lifestyle. Theo đó, hàng loạt chi nhánh của thương hiệu Regal Food chính thức bước vào hoạt động từ Quảng Bình, Đà Nẵng tới Quảng Nam, Phú Yên. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ thuộc danh mục 8 thương hiệu Regal và Castilla đã chính thức ra mắt thị trường và sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng khắp cả nước. Trong đó, 3 thương hiệu Regal Food, Regal Mall và Regal Hotel sẽ tiếp nối Regal Homes để trở thành thương hiệu tỷ đô tiếp theo trong thập kỷ tới. Trên hành trình phát triển đầy tham vọng, không thể không nhắc tới sự đóng góp của hệ thống công ty Thành Viên, hệ thống công ty chuyên đầu tư và phát triển quỹ đất, hệ thống công ty quản lý vận hành và cho thuê. Và đặc biệt, hệ thống công ty kinh doanh bất động sản bao gồm Công ty Cổ phần Đô thị Thông minh Việt Nam, Vietnam Smart City. Công ty Cổ phần Bất động sản Nam Miền Trung. Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Emerald. Một chiến lược phát triển có tầm nhìn, cùng nền tảng tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự chất lượng, toàn hệ thống sẽ cùng nhau xây dựng, đóng góp cho giai đoạn mới chuyển mình ấn tượng của đất xanh miền Trung. Cùng chào đón thập kỷ mới hùng cường, vươn tầm thế giới. Đất xanh miền Trung, nhà phát triển bất động sản quốc tế.